Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một ngày mới học tập và làm việc tràn đầy năng lượng. Ok, hôm nay các bạn hãy cùng mình vẽ nhân vật Silver Rayleigh, hay còn được gọi là vua bóng tối trong phim One Piece nhé. Một số thông tin về vị thuyền phó của vua hải tặc Goldie Roger cho bạn nào chưa biết, thì ông có thể sử dụng 3 loại haki một cách thuần thục. Không chỉ thế mà khả năng sử dụng kiếm thuật của ông cũng thực sự đáng nể. Điều đó được chứng minh thông qua việc ông có thể cầm chân được đô đốc Kizaru mặc dù ông đã gần bước đến cái tuổi 80. Silver Rayleigh còn có một tình yêu bất diệt với rượu, cờ bạc và phụ nữ. Điều đó được thể hiện qua việc ông thường xuyên lấy thân mình ra để bán đấu giá, sau đó cướp luôn tiền của người đã mua mình. Và những việc như vậy được lặp đi lặp lại nhiều lần, tất cả chỉ để cổ suý cho những sở thích của bản thân ông. Ngoài ra ông còn là thầy dạy Haki cho Luffy trong thời gian time skip. Còn hiệu quả của 2 năm tập huấn này đã được thể hiện rõ nét thông qua việc trong những trận chiến thừa sống thiếu chết của Lù. Cứ mỗi lần Lù nhớ đến ông là y như rằng mấy chapter sau là tiền truy nã của cậu lại tăng lên. Ok, và đó là một số thông tin về cánh tay phải của vua hải tặc mà mình đem đến cho các bạn. Còn bây giờ thì mình chúc các bạn xem video vui vẻ nhé. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the sky. In the
Các bạn thấy video này hay thì hãy dành tặng mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và nếu các bạn có bất kỳ ý kiến hay đóng góp nào có thể cho mình biết bằng cách bình luận phía dưới để mình cải thiện bản thân tốt hơn nữa nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.